tiếp theo tập trước sau khi đàm đài nói sẽ cho người thăng cấp vương thắng liền hỏi nắm chắc mấy phần lần này thăng cấp ta không ở đây có nguy hiểm hay không bởi vì hắn nghĩ giã phong phi vũ bây giờ là bản đã tinh luyện qua công pháp tu hành của ta không có cách nào hoàn toàn có thể theo kịp được chứ đừng nói là trí hư thủ tịnh mà mi nhi tu luyện đường chủ đàm đài trả lời chín phần nắm chắc khiến tất cả muội muội đều sẽ thăng cấp công gia đừng lo lắng còn có lăng hư lão tổ nữa mà nếu như có sự cố ngoài ý muốn nào cưỡng chế cắt ngang là được bên này lăng hư tỏ ra đắc ý đồng tình Ừm, đúng đó, nhưng mà, Lăng Hư ăn nói lấp lửng khiến cho ai cũng phải tò mò. Thấy thế, ông ta liền nói, cơ hội hiếm có, ta nghĩ ra một cách có thể khiến Mi Nhi tham gia diễn tấu, chuyển cảnh bên trong thư phòng. Mi Nhi cầm quyển trục lên thì tỏ ra ngạc nhiên đọc lên mấy chữ, Tân Chí Hư thủ tịch. Sau đó, ba người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Lăng Hư xác nhận, đúng vậy, ta đã hoàn thành thay đổi công pháp Chí Hư thủ tịch, đem Tân Chí Hư thủ tịch đang cần tu luyện tiết tấu nhanh như dã phong phi vũ. Vương Thắng lúc này lại nói, Mi Nhi tu luyện vốn dĩ là tịnh, Giã Phong Phi Vũ là động, phải chú ý tới khiếu huyệt của Mi Nhi đều sẽ bị chấn thương. Ngay lúc này Vương Thắng đã tưởng tượng ra cảnh Mi Nhi khóc lóc mè nheo, Lăng Hư lúc này lại nói, vì những sự mê hoặc kia, hoặc là cảm xúc đầy phẫn nộ sẽ không biến mất, tích lũy lại phát tác sẽ càng phiền phức hơn, vì thế bình thường không được thổ lộ tâm tình. Lúc này, Mi Nhi trưng ra vẻ mặt dụ hoặc của mình ra rồi đồng ý với Lăng Hư. Lăng Hư tiếp tục giải thích, lần này ở trong biển, ta nhìn thấy một loại yên tĩnh khác, đó chính là kháng cự. Trong đầu Lăng Hư lại hiện lên cảnh cá lớn nuốt cá bé, một mực ngầm chịu đựng thì không phát huy tác dụng được quan trọng là chiến đấu đến yên lặng sự yên bình trên mặt biển là bọn họ vì sự sinh tồn mới nỗ lực lời này chính là làm cho mi nhi chấn động lăng hư trình bày quan điểm của mình dựa vào sự bố thí của người khác hoặc là tịnh đến từ né tránh thế thì không phải gọi là tịnh đó gọi là tạm bợ kháng cự lại tiết tấu của ca khúc này có thể giữ được xã phong phi vũ cũng không cần phải lo lắng về các mặt khác mà không chịu đựng được chuyển cảnh bên trong nhà hát các nhạc sư đã bắt đầu tấu nhạc dưới sự điều khiển của vu đại sư bên này mi nhi Vương Thắng, Đàm Đài, Lăng Hư đều ngồi trên ghế khách quý, các chị em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vu đại sư tuyên bố: "Bắt đầu thôi!" Lập tức truyền linh khí vào cây đàn dương cầm, kèm theo âm thanh du dương của bản nhạc, chính là sự lan tỏa của linh khí, linh khí kết thành hình những con ong chăm chỉ đi kiếm mật, những đợt linh khí không ngừng phát ra, làm cho váy áo của các mỹ nhân không ngừng tung bay. Bên này, Mi Nhi cũng phải nhắm chặt hai mắt, liên tục kêu ư ư ư, nguyên hồn hồ ly của Mi Nhi cũng được triệu hồi ra. Bên này, các chị em khác cũng tương tự, nguyên hồn đồng loạt xuất hiện sau đó thì hòa chung vào cùng với nhau thành một cái lốc xoáy bên trên bầu trời không ngừng có những đạo lôi điện đánh xuống sau đó thì một đạo lôi điện khổng lồ xuất hiện mang theo những dòng linh khí nồng đậm tác động lên người những cô gái có mặt ở đây bọn họ gào lên những linh khí này cùng bạo quá mức tuyệt thật sắp đột phá rồi một lúc sau cả khán phòng bây giờ la liệt toàn người là người không ai có thể đứng dậy nổi kèm theo những tiếng thở dốc học học cuối cùng đã kết thúc rồi học học mi nhi lúc này cũng vậy toàn thân run rẩy thở hồng học lúc này đàm đài vỗ tay một cái rồi ra lệnh đen đồ lên đây sau đó mỗi người đều nhận được một khay thịt yêu thú đàm đài ra lệnh mỗi người ba miếng đều phải ăn hết lúc này vương thắng nói với lăng hư để bọn họ tự xử lý còn ở lại đây thì không tiện đâu thế là cánh đàn ông rời đi để các chị em ở lại một lúc sau vương thắng đã ngồi uống trà đánh cờ bàn bạc với lăng hư vương thắng nói lần thăng cấp này động tĩnh khá lớn có lẽ các phương sẽ phái người đến điều tra lăng hư nghe xong thì chỉ nhếch mép cười bàn tay khẽ đặt một con cờ sau đó mới nói ngươi đem đội nhạc đại tông sư ở lại trong phủ bản thân có thể gây ra oán hận cho người khác vừa nói dứt câu đã có tiếng thông báo công gia đại nội tổng quản lý đại nhân cầu kiến lý lão bước vào trò hỏi bài kiến công gia gần đây ở phủ của công gia có động tĩnh khá lớn nghe nói là đang sáng tác ca khúc mới vương thắng cười híp mắt nói những người bên ngoài đã không đợi được nữa rồi sao nói với bọn họ ca khúc này chỉ có mỹ nhân ở phủ ta mới nghe được chỉ có tu luyện công pháp duy trì sắc đẹp mới có thể chịu đựng được người bình thường thì đừng mơ lý lão nheo cặp mắt già nua của mình nói đáng tiếc bọn họ không tin các chư hầu quốc liên hợp dâng thư lên đòi nghe ca khúc mới của các đại tông sư làm loạn ở chỗ bệ hạ vương thắng nghiêm mặt hỏi còn có người không sợ chết thật sao để bọn họ đến đem đủ tiền đem đủ người không màng đến sống chết lúc này lý lão lại hỏi vương thắng người bên hoàng gia sắp xếp thế nào vương thắng bá vai bá cổ lý lão rồi sầm mặt nói ngươi có thấy ai chướng mắt không nếu như có hiểu rồi chứ sau đó hai đứa nó thì thầm to nhỏ với nhau lý lão luôn mùng kêu hiểu hiểu chuyển cảnh quán trà ở kinh thành có hai tên đang nói chuyện với nhau sống chết của thường thắng công chỉ là dọa dạ người có thật không vậy ta nghe nói thị vệ của nhà hắn nghe nhạc thì được nhưng các cao thủ sao lại không được ca khúc lần này của đại tông sư không phải người thường có thể chịu đựng được trong phủ lúc đó còn xảy ra án mạng có người nghe nhạc thì thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ các ngươi nên biết điều chút đi sau khi thị vệ rời đi tên kia lại nghĩ miệng của thị vệ thường thắng công rất kín từ trước đến nay không có để lộ tin tức ra ngoài lần này có thể nói nhiều với mình như vậy sao tên này vuốt cằm suy nghĩ có lẽ là vương thắng bắt hắn nói ra đây có lẽ là tin giả thôi sau đó thì tên này nhe răng cười nói đúng vậy thật ra việc nghe nhạc không hề bị gì cả chỉ là vương thắng không muốn chúng ta hưởng thụ uy lực của ca khúc mới mà thôi chơi chiến thuật phải nhanh chóng quay về bẩm báo với quốc chủ sắp xếp cao thủ chiếm cơ hội này trước mới được thị vệ nghe xong thì khinh bỉ nghĩ chuẩn bị tìm cái chết chuyển cảnh phủ thường thắng công sảnh diễn tấu các thế lực đã ngay ngắn xếp hàng sử quốc hoàng gia đới quốc Vương Thắng hỏi lại, mọi người đã đến đông đủ hết chưa? Lần này người đến nghe nhạc, mỗi nước có 10 người, 5 người bình thường, 5 người tu hành. Dựa theo quy tắc của chúng ta, không được ăn không được uống. Để tránh xảy ra chuyện gì liên quan đến bọn ta, mọi người không có ý kiến gì chứ. Đột nhiên, lúc này có một dàn mỹ nữ nối đuôi nhau đi vào. Nhìn thấy dáng vóc này, đường cong này, đám nam nhân lập tức thèm nhỏ rãi, xích hết cả máu mũi ra ngoài. Đám mỹ nữ hành lễ với Vương Thắng, Bài kiến công ra, chúng tôi trang điểm nên đến muộn rồi. Vương Thắng vui vẻ nói, nếu như đã tới rồi, thì nhanh vào chỗ ngồi đi. đám người đới ra khóc thành tiếng, đáng ghét. nhiều mỹ nữ như vậy đều là của Vương Thắng. đám chị em ngồi xuống ghế thì bàn tán với nhau. hôm nay ta làm neo có đẹp không? mặt của muội muội dùng gì để bảo dưỡng vậy? đám người hoàng gia nhìn thấy thì cũng khóc thành dòng sông, đáng ghét. nhiều mỹ nữ như vậy đều là của nhà Vương Thắng. lúc này Vu Đại sư đằng hắng mấy tiếng cụ cụ thu hút sự chú ý. sau đó thì phát biểu diễn tấu sắp bắt đầu. nếu như mọi người đã tới rồi, lão phu cũng nhắc mấy vị vài câu. tuyệt đối không được dùng hết sức để điều động linh khí của bản thân một khi phát hiện không đúng lập tức dừng tu hành lại ngay tốt nhất là trong miệng nên ngậm một viên đan dược khiến bản thân tự ngất đi cho dù tu hành xảy ra vấn đề cũng mạnh hơn là chết chỉ nói tới đây thôi chúc các vị may mắn một tên nghe thấy thì làm bộ khó chịu dọa dạ người khác sao thế là buổi biểu diễn bắt đầu nhạc trưởng vu đại sư vẫn tiếp tục công việc quan thuộc tên kia nghe nhạc thì khinh bỉ nói cũng có gì đặc biệt đâu có gì mà phải cảnh giác chứ sau đó lại thấy các em gái xinh tươi vận linh lực vui vẻ nghe nhạc tên này lại nghĩ những mỹ nữ này đều dùng 10 phần linh lực sao mình lại không được chứ không lẽ mình còn không bằng mấy thứ đồ chơi sao thế là hắn cũng thi triển linh lực đột nhiên mắt hắn hoa lên chỉ thấy những đàn ruồi mũi xuất hiện bao quanh hắn tên này hoảng hốt xảy ra chuyện gì vậy đó là âm nhạc gì vậy sau đó thì vung kiếm trong tưởng tượng chém loạn xạ cút đi đây là cái gì mỗi một âm phù đều đang chấn động khiếu huyệt tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể nào khống chế đây rốt cuộc là chuyện gì sau đó tên này lập tức cắn vỡ đan dược nước dãi chảy ròng ròng sau đó thì tên này phụt máu lên như cái vòi phun nước thế rồi thất khiếu chảy máu nằm vật xuống ghế bên này cả đám người cũng đều diễn ra cảnh thất khiếu chảy máu tên tóc vàng lúc này mới hoảng hốt gọi thiếu gia thiếu gia vu đại sư bên này thầm nghĩ đã nói là đừng tùy ý sử dụng linh khí rồi mà chính là không chịu nghe muốn chết tình cảnh bên dưới vô cùng thảm liệt khắp nơi đều có người bị tẩu hỏa nhập ma những tiếng kêu la đau đớn vang lên vương thắng bên này phất tay một cái vu đại sư cũng giơ tay ra hiệu các nhạc sư cũng dừng diễn tấu bên này các mỹ nữ cũng đứng dậy vui vẻ chào vương thắng tạm biệt công gia công gia giữ gìn sức khỏe vương thắng cũng sướng hết cả cái thằng người nói quay về chú ý nghỉ ngơi sau đó thì hàm hàm nói với đám người còn lại các nhà tự chăm sóc cho nhau nếu không giết không tha trước khi đi nhớ lấy mau quét dọn sạch sẽ cho ta lời này làm cho đám người các nhà vô cùng bàng hoàng chuyển cảnh trong một cái biệt viện tên công tử kia đã nằm liệt giường coi như mất nửa cái mạng sau đó hắn đột nhiên mở mắt mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt và rồi ho khụ khụ liên hồi nghe thấy tên gia nhân và lão già cũng giật mình sau đó thì tiến lên thăm hỏi con trai Thiếu gia, tên này ngơ ngác hỏi, HOCC, ta còn sống sao? Tên tóc vàng lại nói, sau khi từ hội âm nhạc quay về, ngài đã ngủ say trong hai ngày rồi, tu vi cũng. Tên này hốt hoảng hỏi, tu vi, tu vi của ta bị sao? Các ngươi đã làm gì với ta? Sau đó thì năn nỉ lão già, người nói đi phụ thân. Lúc này, tên tóc vàng giải thích, khi đó ở trên hội âm nhạc, người bình thường không bị một chút ảnh hưởng nào. Những người thất bát trùng cảnh đều chết ngay tại chỗ, miễn cưỡng thì truyền kỳ cảnh giới, cũng nhặt được một cái mạng về nhưng tu vi cùng bị phế hơn một nửa rồi tên thiếu gia buồn bã hỏi phế rồi sao sau đó thì cúi gằm mặt xuống hỏi tiếp ta bị phế rồi lão già lúc này lại hỏi lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con có còn nhớ không thường thắng công cách con xa như vậy sao hắn có thể làm được tên này bắt đầu ủ rũ kể ca khúc đó quả thật rất kỳ lạ lúc đó con cảm thấy bên cạnh hình như có vô số con ong đang bay lượn khiếu huyệt của con đều chấn động theo tiết tấu khi phản ứng lại thì tiết tấu quá nhanh đã không thể khống chế linh lực của bản thân cả đường đi đều bị tẩu hỏa nhập ma nghe xong cả lão già và tên tóc vàng đều rơi vào trầm mặc sau đó thì an ủi thanh niên kia con nghỉ ngơi cho tốt đi vi phụ đi nghĩ cách chuyển cảnh lúc này lão già cùng tên tóc vàng đã ra ngoài lão già lại hỏi tu vi của người có truyền kỳ sơ kỳ lại bị phế rồi nhưng người đỉnh phong lại bị thương tới khiếu huyệt tên tóc vàng cũng xác nhận đúng vậy sau khi vết thương bọn họ lành tốc độ tu hành đã nhanh hơn rất nhiều đây chứng tỏ ca khúc này quả thật là có thể tăng tốc độ tu hành cho người khác lão già nghe xong thì trở nên trầm mặc sau đó thì nói phải đi nói chuyện với thường thắng công một chút hắn và mấy nữ nhân kia đều có thể lợi dụng ca khúc này mà tu hành chúng ta cũng phải nghĩ cách dùng được tên tóc vàng lại nói còn có một vấn đề thường thắng công tại sao lại để mấy mỹ nữ này tu luyện chứ chỉ là vì để bọn họ biết hầu hạ người khác sao xem như quà rồi tặng ra ngoài à lão già lại phản bác không thể nào hắn nhất định còn có kế hoạch khác chúng ta nhất định phải làm rõ phái người truyền kỳ đỉnh phong đi nghe nhạc nhưng mà chuyện này đừng để thiếu gia biết chuyển cảnh phủ thường thắng công Mi Nhi nói với Vương Thắng, bên hoàng gia gửi lời tới, nói là chúng ta mỗi lần diễn tấu còn trống chỗ, dù sao cũng bị trống ra, có thể khai ân để các nhà, cũng có cơ hội phái người đến để nghe nhạc không? Vương Thắng nghe xong thì tỏ ra khó hiểu, hắn làm cái vẻ mặt nham nhở rồi hỏi, bọn họ không sợ chết sao, muốn trả giá lớn thế à? Mi Nhi lại khoát tay nói, chỉ là không chịu bỏ cuộc thôi, hơn nữa có lẽ các nhà cũng đã nghĩ kỹ, sẽ phái người nào đến rồi. Vương Thắng nghe xong thì vuốt cằm suy nghĩ, được, nhưng mà có vài điều kiện cần bọn họ tuân thủ đây. Thứ nhất, không được làm phiền đến việc tu hành của tường vi bọn họ ai làm phiền người đó chết thứ hai sống hay chết chúng ta cũng không chịu trách nhiệm thứ ba không cho phép không được tùy tiện đột phá thăng cấp ai đột phá người đó chết mi nhi nghe xong thì cũng gật gù đồng ý sau đó thì nổi máu gian thương lên nói còn có thứ tư không được thiếu tiền một người hai mươi vạn ai nộp thì được đến vương thắng nghe xong thì thích chí cười không khép được mồm được cứ làm như vậy đi chuyển cảnh mấy hôm sau sảnh diễn tấu các nhà đều phái người đến nghe nhạc tu luyện chuẩn bị vẹn toàn các nhà đều phát hiện chỉ cần không tham lam coi thường tính mạng thì sẽ không tạo thành vết thương rất lớn đồng thời bọn họ cũng phát hiện chỉ cần không nghe thấy dạ phong phi vũ hiệu quả gần giống như thời gian tu hành bình thường trong hai tháng hội diễn tấu của cấp bậc đại tông sư đem tới tốc độ thăng cấp tu hành cho bọn họ quả thật là kỳ tích cuối cùng đã đợi được ngày đó vương thắng đứng trên sân khấu nhìn ngắm các chị em bên dưới sau đó hắn phát biểu có lẽ mọi người cũng đã nghe nói rồi hội diễn tấu lần này sẽ cho phép mọi người thăng cấp hoặc là nói hy vọng người có thể thăng cấp càng nhiều càng tốt lần này cũng sẽ sắp xếp ca khúc quen thuộc không cần lo lắng rủi ro trong tu hành cũng không cần lo lắng lần này các mỹ nữ trong phủ sẽ tu luyện thăng cấp người bình thường càng nhiều sẽ đem đến nhiều linh khí thiên địa hơn thời gian linh khí hội tụ linh khí tôi thể càng dài lợi ích sẽ càng nhiều là cục diện cả hai đều thắng mi nhi cũng đồng ý việc không thể chậm trễ vương thắng cũng truyền lệnh xuống vậy thì bắt đầu thôi thế là vu đại sư bắt đầu lướt tay trên phím đàn âm nhạc mang theo linh khí bắt đầu tràn ngập khán phòng tường vi lúc này cũng tích tụ linh khí quanh người bắt đầu thăng cấp Vương Thắng quan sát một lượt, ca khúc chọn lần này đều khá thoải mái, mọi người đã bắt đầu thăng cấp rồi, linh khí vân cũng bắt đầu hội tụ rồi, hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Lúc này, linh khí đã tụ tập trên nóc của sảnh diễn tấu, khi đến ca khúc thứ tư, linh khí bắt đầu bùng nổ trên người của các chị em. Bắt đầu rồi, các chị em mỹ nữ lúc này linh khí bạo phát ra rất nhiều, một cột linh khí khổng lồ phóng thẳng từ điện diễn tấu bay thẳng lên trời, đường chủ đàm đài truyền lệnh, giữ vững hấp thu linh khí, các chị em mỹ nữ lập tức làm theo, hấp thu toàn bộ linh khí linh khí thiên địa lúc này không ngừng tụ lại tại sảnh diễn tấu các mỹ nhân lúc này vì linh khí không ngừng tích tụ mà có phần thống khổ nhưng tiếng ư ư ư không ngừng vang lên toàn bộ mỹ nữ đều xảy ra tình trạng tương tự những tiếng ư ư ư lại phát ra không ngừng lúc này linh khí đã tràn ngập cả một khu vực rộng lớn bao phủ toàn bộ trang viên của phủ thường thắng công bốn ngày sau tại sảnh diễn tấu vương thắng lúc này đã làm bếp trưởng phục vụ các chị em hết mình hắn thở dài phu cuối cùng đã kết thúc rồi sau đó thì bắt đầu quảng cáo cháo hải sản nóng hổi hồi phục linh khí chỉ cần một chén, đảm bảo tinh thần sẽ vui gấp 100 lần. Các chị em mỹ nữ nhìn thấy thì cười híp cả mắt, vội vàng đón lấy cháo hải sản và nói, cảm ơn công gia, công gia lại đích thân xuống bếp sao, cảm động quá. Trong khi đó đám được dựa thì thê thảm vô cùng, cao thủ đối ra, thắc mắc, linh khí, lại tôi thể 4 ngày sau. Mặc dù rất có lợi cho tu hành, nhưng thật sự là chịu không nổi. Hắn nhìn vương thắng phát cháo cho các chị em thì thắc mắc, xảy ra chuyện gì vậy, bên kia hình như, có một khí tức sắc bén, hoàn toàn chính là khí tức của tuyệt thế cao thủ lẽ nào trong mấy mỹ nữ này có ẩn giấu một tuyệt thế cao thủ sao sau đó hắn tròn mắt kinh hãi nghĩ không đúng mà tất cả mỹ nữ đều là tuyệt thế cao thủ vương thắng chỉ dùng thời gian mấy tháng đem mấy mỹ nữ đều biến thành tuyệt thế cao thủ thật sự tên này đã không đứng vững nổi nữa rồi nghĩ hắn lại có thể để 600 mỹ nữ thăng cấp lên truyền kỳ sơ kỳ bây giờ tất cả cao thủ truyền kỳ của các chư hầu quốc lớn cộng lại có bao nhiêu chứ cũng chỉ có 600, 700 người mà thôi vì thế không có bất cứ tài lực nào của chư hầu quốc có thể so với vương thắng huống hồ còn có phong địa của hắn là thiên tuyệt địa tiểu chư hầu bình thường căn bản không thể so sánh với hắn lẽ nào hắn muốn trở thành đại chư hầu thứ chín sao không được phải bẩm báo lại với quốc chủ mới được vương thắng đương nhiên là đoán được suy nghĩ của bọn này tên cao thủ đối ra cung kính hành lễ thường thắng công đại nhân ta thăng cấp tiêu hao quá nhiều xin rời khỏi đây trước sau này sẽ cảm tạ người vương thắng phất tay nói được vậy ngươi đi đi nhớ đem đồ của mình đi luôn hãy nhớ nhìn thấy cái gì ở đây phải bẩm báo lại tất cả đấy tên này nghe xong thì đổ mồ hôi nghĩ hắn đây là đang uy hiếp trắng trợn sao hắn muốn làm cái gì sau đó vương thắng nhìn bóng lưng của tên này rời đi lúc này có một bàn tay đặt lên vai vương thắng nói công gia công gia ngươi đây là thì ra là lý lão đã đến vương thắng thản nhiên nói không cần lo lắng bọn họ chỉ là thị vệ trong phủ của ta lý lão nghe xong thì cũng ớn lạnh cả người sau khi chuyện 600 mỹ nữ của phủ thường thắng công thăng cấp truyền ra ngoài không ít quan cấp cao ở kinh thành đã bị mềm nhũn cả tay chân trước đây người có chú ý với các mỹ nữ đã bắt đầu sợ hãi rồi may mà bản thân vẫn chưa ra tay mỹ nữ bình hoa di động chói gà còn không chặt là một chuyện nhưng mà xỉ nhục cao thủ truyền kỳ mỹ nữ lại là một chuyện khác từ sau đó không còn ai dám có suy nghĩ quá đáng với phủ thường thắng công nữa bên trong phủ thường thắng công vương thắng và mi nhi bàn bạc với nhau mi nhi hỏi công gia ngươi nghĩ kỹ chưa thật sự là muốn làm như vậy sao ta thật sự rất lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi với ngươi vương thắng nghe xong thì búng tay nói cứ làm như vậy đi mi nhi lúc này trầm mặc suy nghĩ một hồi sau đó mới nói được Bản đồ khu vực trung tâm Thiên Tuyệt Địa, nói rồi cầm một cái quyển trục lên đưa cho thị nữ, Vương Thắng khoát tay ra lệnh, giao bán công khai toàn thiên hạ. Mi Nhi lúc này lo lắng hỏi, ngươi đưa thứ giữ tính mạng này ra ngoài, sau này các đại trừ hầu quốc có thể sẽ không sợ ngươi đâu, ở kinh thành còn được, tỷ muội đều thăng cấp rồi, có thể bảo vệ ngươi, bọn họ không dám manh động, nhưng một khi rời khỏi kinh thành, bọn họ nhất định sẽ truy giết ngươi điên cuồng. Vương Thắng lại ngác chân lên bàn, ngả người xuống ghế thư thả nói, thế thì cứ ở nhà, nghe nhạc, tập gym, nghỉ ngơi cũng tốt mà lời này nói ra làm cho mi nhi vô cùng ngạc nhiên hả lên một tiếng vương thắng lại nói cửa thành mới mở bảo vật chính là ở bên trong tất cả mọi người đều có thể xông vào trong đó ngươi nói bọn họ đi cướp bảo bối trước hay là tốn sức để đối phó với người giữ cửa trong quá khứ này đây đợi bọn họ chén giết lẫn nhau ở bên trong đó đến một trạng thái cân bằng ta vào trong đó vẫn chưa muộn vương thắng lại nghĩ dù sao ta cũng không phải vì tìm bảo vật để bọn họ đi giết đi dành mục đích cuối cùng của ta là cô ta nói rồi hình ảnh nữ tử họ lâm lại hiện lên trong đầu vương thắng sau đó hắn lại an ủi mi nhi đừng lo lắng ngươi còn nhớ các nhà khi bắt đầu xây dựng nơi đóng quân ở trung tâm thiên tuyệt địa không bọn họ không có cách nào để truyền thông tin ra bên ngoài căn bản không biết người của bản thân ở bên trong đó đã xảy ra chuyện gì chết bao nhiêu và lấy được cái gì cho đến khi lữ ôn hầu huấn luyện ra một nhóm chim yêu thú truyền tin tức ra bên ngoài các nhà mới bắt đầu ổn định nhưng mà những con chim này tuyệt đối không thể bay vào trung tâm thiên tuyệt địa cho dù là có bản đồ bọn họ ở bên trong đó vẫn phải bị mù mi nhi lại vui vẻ nói thì ra là vậy vì thế bọn họ vẫn không dám tùy ý động vào ngươi vương thắng lại nói vì thế tranh thủ khoảng thời gian này phải chỉnh đốn lại một chút để mộng chi phường mở cửa lại ta cũng nên gặp mặt lỗ đại sư bọn họ làm chút đầu mới chuyển cảnh hai tháng sau phủ thường thắng công vương thắng mi nhi tường vi lão đạo đang ngồi buôn chuyện vương thắng hỏi lão đạo ngươi chuẩn bị lúc nào sẽ thăng cấp Lăng hư trả lời qua hai ba tháng nữa sao vậy vương thắng lại nói đợi ngươi chuẩn bị xong rồi đến thiên tuyệt địa tìm ta chúng ta sẽ đi thử thanh kiếm nó ta vào trong đó trước một chuyến nghe xong lời này mi nhi trở nên lo lắng còn lăng hư thì cười toe toét ngươi không sợ bị nhiều người phẫn nộ sao vương thắng nhún vai trả lời chỉ giúp bọn họ chút thôi mà chỉ dựa vào bọn họ đào thế thì phải đến lúc nào mi nhi lại căn dặn vậy ngươi đi đường phải cẩn thận đó vương thắng nghe xong thì cũng nghiêm túc đồng ý sau đó tường vi và mi nhi vẫy tay chào vương thắng đi đường bảo trọng vương thắng rời đi mi nhi ra lệnh cho tường vi gọi bọn họ vào mi nhi lập tức vâng lời chuyển cảnh bên trong đại sảnh Mi Nhi nói với hai tên, hai người các ngươi đi theo công gia, xem thử trên đường đi có ai dám làm khó hắn không, chỉ cần có người dám làm khó công gia, có một tên tính một tên, hai nhà các ngươi cùng nhau thanh toán, ai lấy được đầu của hắn thì người đó lấy đi tiền thưởng gấp 5 lần. Nghe xong những lời này, hai tên kia trở nên trầm mặc, trao đổi ánh mắt cho nhau. Mi Nhi thấy bọn này im lặng thì gần giọng hỏi lại, "Hiểu chưa?" Chuyển cảnh, ngoại ô kinh thành, Vương Thắng đang ung dung đi trên đường, lúc này đã có một tên dựa vào gốc cây tung dao lên nói, "Còn mấy mét thì đến thành ngoài rồi." công gia đang muốn ra khỏi thành sao vương thắng nghe xong thì dừng bước chân sau đó lại hỏi đúng vậy các hạ có cao kiến gì sao tên này lại nói theo như ta thấy công gia không nên ra khỏi thành thì tốt hơn ở lại trong kinh thành công gia muốn hưởng thụ cái gì thì hưởng thụ cái nấy nhưng mà rời khỏi kinh thành e là có không ít người muốn tính nợ cũ năm đó với công gia vương thắng nhìn một đám người bao vây mình thì ồ lên một tiếng hỏi nhiều người thế sao nhưng mà ta biết các ngươi không phải là người của sử gia và cam gia ta nói đúng chưa tên kia lại nghĩ sao hắn lại biết trước đây cam gia không phải đã tốn sức muốn giết hắn bây giờ sao có thể bị loại trừ được chứ vương thắng mỉa mai dưỡng ra làm gì nữa trước khi ra tay tại sao không chịu suy nghĩ nguồn gốc mọi chuyện trong đó não là thứ đồ tốt hy vọng các ngươi đều có tên này nghe xong thì a à, cay lắm nghiến răng canh két sau đó có một tên lên tiếng đừng manh động sử gia và cam gia đều là gia tộc đã đi vào trung tâm thiên tuyệt địa trước một bước vương thắng dám nói như vậy chứng tỏ trung tâm thiên tuyệt địa còn có một vài việc chỉ có hắn mới có thể làm được hắn đang nhắc nhở chúng ta nếu như giết hắn chúng ta cũng không lấy được những bảo vật đó đám người bên này đã xếp hàng ngăn bước vương thắng tên kia đột nhiên ra lệnh để hắn đi lúc này có một tên đang ngồi chơi sơi nước thầm nghĩ không có tín hiệu ra tay xem ra chỉ đành phải nhắm mắt làm ngơ để vương thắng đi vào trung tâm thiên tuyệt địa rồi chờ đã không đúng vẫn là ra tay vương thắng lúc này cũng phát hiện ra tên sau lưng có điều bất thường tên này dẫm chân một cái sau đó thì học tốc chạy thẳng về phía vương thắng rồi đánh về phía vương thắng một quyền việc này làm cho hai tên chỉ huy phải cả kinh tên đội nón gào mồm lên dừng tay tên khác lại nói chặn hắn lại đừng để hắn ra tay thế nhưng tên kia đã vung nắm đấm tới sau lưng vương thắng đột nhiên cánh tay của hắn xảy ra dị tượng vương thắng quay người lại hỏi tên này vội thế cơ à sau đó chụp lấy nắm tay của tên này đang đánh tới một cách nhẹ nhàng tiếp theo là phóng linh lực ra một cách mãnh liệt khiến cho cả đám bật ra ngoài tên bị nắm tay lúc này mặt nhăn như khỉ ăn ớt sau đó đột nhiên hắn phát hiện ra chuyện gì đó thế rồi mắt hắn vằn lên những tia máu cơn đau chuyển đến khiến hắn chảy cả nước mắt rồi gào mồm lên sao có thể chứ Thế rồi Vương Thắng vận lực thêm một chút, tên này lập tức kêu lên a à a, à à. sau đó, Vương Thắng nhếch mép cười nhẹ một cái rồi hỏi, người khác đều thông minh, chỉ có mình ngươi ngu xuẩn, đúng không? Nói xong thì giẫm chân một cái, nhẹ nhàng nhảy ra phía sau, rồi lại nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó, Vương Thắng lại lấy một cái túi ra, làm cho tên bên cạnh ngây ngốc đứng nhìn. Vương Thắng đặt viên kẹo lên trên ngón tay, rồi búng nhẹ một cái, sau đó thì ngửa miệng ra đớp lấy. Thế rồi hắn nhếch miệng hừ lạnh một cái rồi nói, người ngu đều phải chết. Tên kia lúc này toàn thân đã run rẩy lên từng hồi đột nhiên mặt hắn bị biến dạng hai con mắt muốn lồi cả ra rồi một dòng chất lỏng màu đỏ người ta hay gọi là máu bắn ra tung tóe thân thể tên này bắt đầu quỳ phục xuống đất tiếp theo là đổ sấp mặt xuống đất nằm im bất động đám người bên cạnh nhìn thấy thì cũng phải cả kinh sợ vãi hết cả da quần sau đó tròn mắt ngạc nhiên thầm nghĩ xảy ra chuyện gì vậy đây không phải là trạng thái mà người bình thường bị té xuống thế là tên này mon men món mén lại gần xem thử khi chạm tay lên người kiểm tra tình hình đột nhiên tên này giật mình kinh hãi mồ hôi lạnh chảy đầy đầu hắn nghĩ xương trên người của hắn rồi lại quay sang nhìn vương thắng đang mải mê cắn kẹo những tiếng rắc rắc liên tục phát ra tên này lại nghĩ toàn thân đều biến thành vụn một quyền của vương thắng đánh cao thủ truyền kỳ khiến xương trên toàn thân của hắn đều biến thành vụn sao sau đó thì kinh hãi mà nuốt nước bọt đánh ực một cái vương thắng khoát tay hỏi đám người này vì thế bây giờ ta có thể đi được chưa tên kia nghe xong thì lại nghĩ khi mới bắt đầu lại còn khiêu khích uy hiếp hắn đúng là chuột đi chúc tết cho mèo mà đột nhiên vương thắng lại hỏi đúng rồi người này là của nhà nào ngươi có biết không tên này sợ quá không nói nên lời toàn thân run lập cập bên kia có một tên cùng kính nói bái kiến công gia người này là tử sĩ của hạ gia vương thắng liếc mắt nhìn tên này rồi nói đa tạ rồi chuyển cảnh thành vô ưu phủ của vương thắng vương thắng nhìn hai cánh cửa đóng chặt mà lòng sinh cảm thán sau đó thì nói đã lâu rồi chưa đến đám người trong thành vô ưu nhìn thấy vương thắng thì tròn mắt ngạc nhiên bọn chúng bàn tán với nhau kia là vương thắng hắn đến thành vô ưu làm cái gì nhanh đi bẩm báo cho thành chủ vương thắng cũng cạn lời với bọn này sau đó hắn bước đến cánh cửa và mở nó ra rồi thì vui vẻ nói lớn a thất giã điểu ta về rồi a thất lúc này đang phơi quần áo nhìn thấy vương thắng thì cười tít mắt sư phụ cuối cùng thì người đã về rồi vương thắng ôm lấy vai của a thất rồi nói chuyện của người ta đã nghe nói rồi a thất cảm thán nói với vương thắng sống quan trọng hơn bất cứ cái gì lúc đó nếu như không phải sư phụ phái giã điểu đến cứu ta có lẽ ta đã sớm chết rồi vương thắng nghe xong thì quay sang nhìn giã điểu giã điểu trầm mặc không nói gì hết a thất lại nói ta sẽ tiếp tục tìm lại ý nghĩa để sống tiếp vương thắng nghe xong thì cũng đồng tình a thất lại mở to đôi mắt ngây thơ con nai tơ của mình nhìn vương thắng vương thắng trầm mặc nhì a thất một hồi sau đó hắn nói nhỏ với a thất khi ta rời khỏi kinh thành hạ ra phái người đến giết ta đừng lo lắng ta đều đã giải quyết rồi lần này đi vào thiên tuyệt địa ta sẽ đòi công đạo lại cho ngươi a thất lúc này cũng nói để ta đi cùng sư phụ nhưng mà vương thắng lại từ chối tu vi thất trọng bát trọng cảnh của ngươi ta sợ ngươi chịu không nổi áp lực của khu vực trung tâm thiên tuyệt địa ngươi cứ ở đây tu luyện cho tử tế đợi ta quay về a thất cũng không còn cách nào khác cho nên cũng phải đồng ý được vậy hãy cẩn thận vương thắng lại nháy mắt nói làm gì mà từ biệt ngay vậy ta còn muốn nghỉ ngơi vài ngày ở thành vô yêu mà không muốn tu luyện cùng ta sao nghe xong a thất cười đến không khép được mồm tít hết cả mắt lại sau đó vương thắng căn dặn a thất sát thủ trước khi ra tay phải biết rõ quy luật mới có thể giành phần thắng tốt nhất là trực tiếp đánh vào nhược điểm của đối phương a thất cũng xác nhận vương thắng lại tiếp tục cân nặng của ngươi rất nhẹ tốc độ nhanh nhanh nhẹn gặp phải người có cân nặng lớn cũng không sao chỉ cần không xảy ra sự cố thì có thể một kích tất sát a à thất nghe đến đây thì vui vẻ vô cùng sau đó lại hỏi vương thắng nhưng mà sư phụ bây giờ người có thể rảnh rỗi ở lại đây sao bên ngoài đều đồn sư phụ đi vào thiên tuyệt địa rồi vương thắng nhe răng ra cười cái này thì ngươi không hiểu rồi chứ gì đây gọi là chiến thuật tâm lý người xem nha các ngươi đều cho rằng ta sẽ đi vào trung tâm thiên tuyệt địa ở trong đó sợ hãi nhưng thật ra ta căn bản không đi vào đó chính là chơi trước đây ta cũng đã từng nói truyền tin ở trong thiên tuyệt địa vô cùng khó khăn trước đây chim đưa thư mà lữ ôn hầu bán để truyền tin nhưng chim đưa thư rất khó tiến vào trung tâm thiên tuyệt địa nếu như bọn họ đưa tin tức hạ ra động tay giết ta và bị ta giết ngược lại truyền ra ngoài thì sẽ tiêu hao không ít chim đưa thư chim đưa thư càng ít họ sẽ càng không biết ta đang làm cái gì sẽ càng có lợi với ta hiểu chưa vì thế tu luyện cùng với ngươi chính là đang tiêu hao bọn họ a thất lúc này đã được thông não hiểu rồi chuyên gia chơi chiến thuật vương thắng ký đầu a thất một cái và trách móc ngươi lại dám nói sư phụ như vậy a thất bị ký đầu lại bắt đầu giở trò mè nheo hu 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 sư phụ tha mạng chuyển cảnh một tháng sau trung tâm thiên tuyệt địa vương thắng lúc này mới lấy xe trượt tuyết đi vào trên đường đi vương thắng nghĩ lần này đi vào rõ ràng có thể cảm thấy không giống nữa mấy vị trí xung quanh đều có khí tức của cường giả đỉnh phong trên đường đi đã gặp phải nơi đóng quân của ba nhà chỉ là ba địa điểm đều không ở trung tâm thủ đoạn khai quật cũng vô cùng lạc hậu đường ra cam ra khư ra theo như cách đào của bọn họ có lẽ mấy năm cũng không đào ra thứ gì địa điểm đào cách trung tâm khá xa hai tầng nhà băng lúc đó xây dựng có thể đem khí tức của người nhốt chặt bên trong và không lộ ra ngoài được nhưng mà nghĩ đến đây vương thắng lại đột nhiên quay xe chật tuyết chuyển sang hướng khá hắn ngoái đầu nhìn lại rồi nghĩ theo như thính giác của mình vẫn có thể phân biệt dưới băng rốt cuộc là có người hay không ở gần đây chính là nơi đóng quân của hạ gia hạ gia vào sớm hơn một năm so với các nhà khác nơi đóng quân của bọn họ càng bí ẩn hơn kỳ diệu hơn là chính là xung quanh nơi đóng quân chưa tới hai dặm ở phía đông bọn họ đã phóng thích ra một con yêu thú siêu cấp nhưng lại giam cầm ở trong trận pháp bất cứ cao thủ nào đi vào khu vực yêu thú siêu cấp cảm ứng đều sẽ phát ra phản ứng cuồng bạo của yêu thú bọn họ tìm cho bản thân một dụng cụ cảnh báo thiên nhiên bên này vương thắng đã lấy kính viễn vọng lên và quan sát khi mình nói sẽ báo thủ bọn họ bọn họ quả nhiên tăng cường cảnh giới trên kính viễn vọng của vương thắng đã hiện lên hình ảnh của một người hắn bắt đầu đếm một sau đó vương thắng lại chuyển sang một tên khác hắn lại đếm hai cuối cùng là thấy một tên đang đi đi lại lại vương thắng lại đếm ba ba tên thị vệ phân biệt ở ba hướng nam tây Nói theo một cách thông thường, hướng mà yêu thú siêu cấp đứng sẽ không có sai sót nào, bởi vì cho dù là cao thủ truyền kỳ đỉnh phong, cũng không thể chống lại sức cùng bạo của yêu thú. Với khoảng cách gần, Vương Thắng lại nhớ đến tình cảnh khi trước, lần đầu tiên mình đi vào trung tâm Thiên Tuyệt Địa thì bị khí tức của yêu thú bộc phát dọa đến mức vãi ra trong quần. Lúc này Vương Thắng lại búng tay một cái, nhưng phù văn màu vàng trong không gian nguyên hồn của mình có thể che đậy tất cả khí tức trên người, chỉ cần mình không bị người khác trực tiếp nhìn thấy thì sẽ không bị lộ. Vì thế mình phải ở nơi mà bọn họ có thể biết mà xâm nhập vào chuyển cảnh nơi đóng quân nhà băng của hà gia vương thắng cẩn thận tiến nhập vào nơi này sau đó hắn phát hiện ra một cái hố sau khi vương thắng quan sát hắn liền nghĩ nhà băng bị che đậy đào ở dưới bên trong nhà băng thật sự là quá cao minh thế là vương thắng lấy ra một gói thuốc nổ đen sau đó lại cười nham nhở chất thuốc nổ đen thành đống rồi nghĩ người khi ở trong thông đạo còn có cách phức tạp nào ngoại việc cho nổ cả thông đạo thế là vương thắng lấy bật lửa ra đốt dây cháy chậm hắn thầm nói tạm biệt nhé sau đó thì ung dung bước ra ngoài hai tên thị vệ trông thấy vương thắng lập tức quát tháo là kẻ nào ngươi ở gần nơi đóng quân làm cái gì nói rồi bộc phát linh lực ra ăn thua với vương thắng vương thắng lúc này đã lấy khẩu chai tắc mờ 200 ra và chế diễu ở đây phong thích ra khí tức đợi các người đến tìm cái chết bên này con yêu thú khổng lồ đã gầm lên giận dữ một tiếng súng vang lên một tên thị vệ đã đi chầu diêm vương vương thắng lại tiếp tục bắn thêm một phát nữa lại thêm một tên nữa bị xuyên thủng ngực sau đó thì thân thể nổ tan biến thành một làn xương máu bên này dây cháy chậm cũng đã cháy hết. sau đó không còn sau đó nữa, chỉ thấy một vụ nổ nghiêng trời lệch đất phát ra, ngọn lửa bùng lên dữ dội. vương thắng nhanh chóng nhảy thoát ra khỏi khu vực ảnh hưởng. hắn vừa nhảy vừa cười toe toét, tỏ vẻ đắc ý lắm. sau đó bởi vì dư chấn của vụ nổ, cho nên đã xảy ra một vụ lở tuyết. một con gấu lớn gào lên, sau đó thì đánh vào một cái kết giới. chuyển cảnh bên trong vùng băng tuyết rộng lớn, có một cái hồ khá to. bên dưới là cao thủ hạ quốc đang khai quật. đột nhiên chấn động truyền tới, làm cho đám người hạ quốc hoảng hốt. Sau đó thì những tảng băng lớn bé thi nhau rơi xuống, khiến bọn hạ quốc này càng hoảng sợ hơn nữa, một tên lên tiếng hỏi, phía trên xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo, thông đạo bị nổ rồi, lượng lớn đá băng đang bị kẹt ở lối ra vào, chúng ta không ra ngoài được rồi. Tên chỉ huy tức lắm, đấm tay vào lớp băng đá bên cạnh rồi nói, chết tiệt, đây là muốn chôn sống chúng ta ở cái nơi này sao? Vương Thắng, nhất định là do hắn làm, quá độc ác rồi. Sau đó hắn lớn tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ, "Nhanh, nhanh đi đến chỗ của thông đạo!" phải nghỉ cách để ra ngoài khi bọn người của hạ quốc vừa chạy đến nơi đột nhiên một tên tỏ ra kinh hãi bởi vì có một vật gì đó được ném xuống dưới cầu thang thì ra là một mảnh vải tẩm dầu đang bốc cháy bừng bừng tên này tiến lên quan sát một lượt thấy không có gì nguy hiểm hắn liền nói với tên chỉ huy đội trưởng cái thứ này sẽ không nổ chỉ là đang cháy lên thôi tên chỉ huy thở phào nhẹ nhõm thế thì tốt thế thì tốt bên trên miệng hố vương thắng cũng nghe thấy cuộc đối thoại này hắn chửi đồ ngu đúng là bọn rốt hóa mà thế thì tốt à ngọn lửa thiêu cháy sẽ làm tiêu hao cạn kiệt oxy, oxy sẽ hóa thành carbon dioxide ở trong môi trường kín như vậy. Nói rồi lại ném luôn cây đuốc trong tay xuống. Đây là thuốc độc chí mạng, các người còn muốn chạy đi đâu? Sau đó, Vương Thắng lạnh lùng bước qua thi thể của mấy tên thị vệ, chuyển cảnh, một nơi nào đó trong trung tâm thiên tuyệt địa, có một con thỏ đang vểnh đôi tai của mình lên nghe ngóng, sau đó nó lại chạy vòng quanh một vị trí. Vương Thắng nhìn thấy con thỏ cứ chạy vòng vòng như vậy thì hỏi, chính là ở đây sao? Nhìn con thỏ leo lên vai mình, Vương Thắng lẩm bẩm, hạ quốc xảo quyệt như vậy, không thể chỉ để lại một lối ra đâu nhỉ? Nhưng vì an toàn, hai thông đạo còn lại có lẽ sẽ không đào hết rồi. đương nhiên sẽ không dễ tìm. Sau đó Vương Thắng xoa đầu con thỏ rồi khen ngợi, làm tốt lắm. Tiếp đó Vương Thắng giang hai tay ra nói lớn, nào, thêm thức ăn cho mọi người nào. Đằng sau Vương Thắng vô số con mắt đỏ rực xuất hiện, thì ra là một bầy yêu thú với số lượng lớn, kích thước và chủng loại vô cùng phong phú. Lúc này Vương Thắng đã nhìn thấy mặt băng bị người ta đục ra, sau đó có dấu hiệu người ở bên dưới cậy lớp băng lên. Cuối cùng là một tên thỏ đầu lên khỏi lớp băng tên này nhìn quanh một lượt nhưng cũng chẳng thấy ma nào hắn thò đầu xuống hố băng rồi nói không sao rồi ở đây an toàn mọi người nhanh ra ngoài đi thế là đám người hạ quốc rồng rắn kéo nhau ra ngoài lúc này tên đội trưởng là người cuối cùng tên kia nói với hắn đội trưởng nhanh ra ngoài nhưng hắn vừa nói đến đây đã bị một vật nhọn xuyên qua đầu tên đội trưởng nhìn thuộc hạ của mình bị hạ thì hốt hoảng vô cùng sau đó mắt hắn trợn ngược lên kêu gào thảm thiết a, a a a a cứu mạng sau đó một con yêu lang xông thẳng đến cắn yêu vào cổ hắn một dòng chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe bên này các loại yêu thú lớn bé mẹ con to nhỏ đều đồng loạt bao vây đám người hạ quốc sau đó từng tên một bị làm thịt có tên bị xé làm đôi có tên thì bị cắn yêu mấy phát trên người kéo đi có tên thì bị con gấu to lớn vuốt má một cái có điều là dùng lực hơi nhiều thành ra là yếu quá hóa kiếp thế rồi cảnh tượng yêu thú âu yếm đám người hạ quốc cứ thế diễn ra vương thắng bên này cầm chai tắc m 200 cảm thán đúng là không tệ bên trong có lẽ là chôn không ít người rồi có lẽ là 80 gì đó Vương Thắng lại lấy ra một cái điều khiển từ trong nạp giới, sau đó, hắn bấm nút một cái, phía xa lại bùng lên một cuộc khói lửa. Vương Thắng cảm thán, hết nơi trốn đi, nên làm thế nào đây? Chết hết trong đó đi. Doanh địa nhà băng của Hạ Quốc, Vương Thắng kiếm tra mấy cái thi thể rồi nghĩ, vừa nãy khi giết bọn họ, cứ cảm thấy sẽ có gì đó khác thường. Vương Thắng lấy bao tay phẫu thuật ra, sau đó đeo vào và nghĩ, cứ cảm giác, đây không giống như thực lực của truyền kỳ đỉnh phong, hình như có hơi yếu rồi. Hắn nhìn qua quần áo rách rồi nghĩ, dưới da bị chảy máu, Lẽ nào là do mình đánh sao? Thế là Vương Thắng dùng tay banh miệng một tên ra, sau đó thì gật gù, thì ra là như vậy, xem ra bây giờ bọn họ căn bản không xứng với cái danh cao thủ truyền kỳ đỉnh phong rồi, nếu như đã không có uy hiếp gì, cứ trực tiếp giải quyết là được rồi. Nói xong thì tháo bao tay phẫu thuật ra, chuyển cảnh, lối vào thứ ba của thông đạo hạ quốc, Vương Thắng quan sát một hồi rồi nghĩ, nghe âm thanh này, bên trong có lẽ còn có 70, 80 người gì đó. Vương Thắng lại bắt tay lên tai để nghe ngóng, đột nhiên, có tiếng người truyền tới, "Này, thường thắng công!" vương thắng tỏ ra ngạc nhiên hắn tròn xoe đôi mắt lên màn hình bên kia tiếng nói lại tiếp tục chuyển tới có bản lĩnh thì chúng ta một đấu một người đánh lén như vậy thì xem sao được chứ vương thắng lại nghĩ âm thanh này chuyển từ đâu ra vậy lẽ nào ở dưới mặt đất còn chỗ thông gió sao trong đầu vương thắng hiện lên một cái sơ đồ địa đạo của hạ quốc hắn nghĩ trước đây mình cho rằng bọn họ chỉ để lại ba lối ra nếu để ba lối ra chặn bọn họ thì sẽ nghẹt thở nhưng mà hạ ra đào thông đạo dài như vậy nhất định sẽ tiện đường sẽ thiết kế chỗ thông gió ở xung quanh chỗ thông gió này rất nhỏ cho dù là yêu thú siêu cấp cũng không phát hiện ra được. Vương thắng LUC này khoát tay nói lớn, được, ta cho các người cơ hội để solo. Sau đó lại nghĩ, mặc dù có thể cho bọn họ chết đói ở dưới đất, nhưng, ngay lúc này, DMA yêu thú của vương thắng đã đào lớp băng thành một cái hồ. Sau đó, tiếng nói bên trong hố lại phát ra, thường thắng công đúng là hào phóng thật, chúng ta sẽ đánh một trận lớn nhé. Lúc này, tam trưởng lão của Hạ Quốc, Hạ Phi Hồng, vác một cây búa lớn bước ra rồi nói với vương thắng, thường thắng công, Hạ Quốc ta có người ở Kinh Thành làm việc ngu xuẩn, lão phu nguyện dâng lên đầu của tất cả người nhà hắn bồi thường cho thường thắng công xin thường thắng công hãy dơ cao đánh khẽ trên dưới hạ quốc vô cùng cảm kích vương thắng lại tỏ ra khinh bỉ ngươi cũng biết gia tộc của mình làm việc ngu xuẩn à nếu đổi lại là hạ gia của các ngươi ngươi sẽ làm thế nào hạ phi hồng lại nghĩ không được can thiệp tôn nghiêm của đại gia tộc nếu như có người dám nhắm vào đệ tử của hạ gia như vậy có lẽ cũng đã bị đuổi giết đến khắp chân trời góc bể rồi sau đó hạ phi hồng chắp tay cung kính nói công gia vậy thì thuộc hạ không khách khí nữa đúng lúc này đám con pokemon đệ tử yêu thú của vương thắng đã nhanh nanh múa vuốt chuẩn bị âu yếm đám người hạ ra hạ phi hồng gào mồm lên công ra mấy yêu thú này của người là có ý gì đây không lẽ cũng xông lên đó chứ vương thắng chỉ tay vào đám người hạ quốc phía trước rồi nói chỉ cần các người không xông lên đương nhiên bọn nó cũng sẽ không làm vậy đâu thế là bọn người của hạ quốc liếc mắt nhìn nhau trao đổi một hồi lúc này có một tên đã xung phong lên trước hắn xuất ra nguyên hồn báo đốm định báo hại vương thắng thường thắng công chỉ giáo rồi vương thắng tung thanh đoàn đao của mình lên rồi thản nhiên đáp khách khí rồi, thế rồi, Vương Thắng nhẹ nhàng cầm đao lướt qua tên này một cái. Siro từ trên cổ tên này tạo thành một vệt dài trên tuyết. Vương Thắng nghe tiếng tên kia đổ gục rồi nói với đám người kia: tên tiếp theo. Hạ Phi Hồng nhìn thấy thì trợn tròn mắt lên hỏi: một chiêu, hắn lại dùng một chiêu giải quyết cao thủ truyền kỳ đỉnh phong à? Sau đó thì liếc mắt qua nhìn tên bên cạnh và ra lệnh: ngươi lên. Tên này ngay xong liền thi triển ra nguyên hồn tê giác của mình lao lên. Hắn gào mồm lên: hay ra, kết quả vân chỉ có một, chuyển cảnh nửa canh giờ sao? Hạ Phi Hồng gào mồm lên hỏi: sao có thể chứ? hơn 20 người, ngươi lại giết hơn 20 người sao? Vương Thắng bên này vẫn đứng im, nhưng tỏa ra sắc khí nồng đậm, đám người Hạ Quốc lúc này cũng sợ tụt quần nghĩ, nhiều cao thủ truyền kỳ như vậy, ở trước mặt của hắn lại không thể trụ nổi qua 5 phút, cho dù là tay không đối xung linh khí, hay là binh khí ngắn, hắn đều có thể thắng. Thành ra đám cao thủ Hạ Quốc đã nằm la liệt dưới chân Vương Thắng, hơn nữa còn thắng nhiều trong đánh luân phiên nhau. Đây rốt cuộc là tại sao? Vương Thắng bên này lau máu trên mặt rồi chế nhạo, "Trưởng lão, ngươi cũng không tự mình lên sao? Người của ngươi sắp bị ta giết sạch rồi." bên này hạ phi hồng vẫn âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là tại sao hắn bắt đầu trở nên tức giận người phụ trách của kinh thành rốt cuộc là tại sao lại chọc đến vương thắng tại sao lại là chúng ta đi tìm cái chết chứ cho dù nỗ lực như thế nào đều không thể thắng được vương thắng dựa vào cái gì tại sao lúc này hạ phi hồng đã xuất ra nguyên hồn voi chiến của mình rồi gào mồm lên vương thắng sau đó thì bổ cái lưỡi dìu vừa to vừa nặng của mình xuống thế nhưng vương thắng đã dùng đoàn đao linh khí của mình chặn lại hạ phi hồng gia tăng lực đạo nhưng vương thắng cũng không hề nao núng bình tĩnh cản đòn hạ phi hồng lại gào mồm lên vương thắng vương thắng nhìn tên hạ phi hồng này với ánh mắt đầy thương hại hạ phi hồng trông thấy thì tức giận vô cùng lại gào mồm lên ngươi đi chết đi vương thắng nghe xong bắt đầu gia tăng lực đạo lập tức hất văng hạ phi hồng lên cao hạ phi hồng bàng hoàng khi nhìn thấy lưỡi dìu của mình bị thanh đoàn đao của vương thắng trẻ cho nứt thoát trong lúc hắn chưa kịp hoàn hồn vương thắng đã xuất ra nguyên hồn tù ngưu của mình và dơ đoàn đao lên thủ thế sau đó nguyên hồ tù ngưu của vương thắng há miệng bắn ra một luồng linh khí cực mạnh đến khi đánh trúng người hạ phi hồng thì tạo ra một vụ nổ lớn hạ phi hồng bị chúng đòn thì bay luôn cái áo nằm ngửa ra đất chỗ hắn nằm chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra như suối vương thắng rảo bước đến chỗ hạ phi hồng nằm xuống thấy vương thắng đến kế bên mình hạ phi hồng hỏi tại sao lại như vậy công gia hãy để ta chết một cách rõ ràng đi công gia không thể nào một mình đánh luôn phiên 80 tên cao thủ truyền kỳ được vương thắng nghe xong thì nhe răng ra cười sau đó để thanh đoàn đao bằng linh khí của mình lơ lửng trên người hạ phi hồng vương thắng khoát tay rồi trả lời bởi vì các người căn bản không phải là cao thủ truyền kỳ nghe xong hạ phi hồng tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại sao có thể chứ vương thắng bắt đầu giải thích lợi răng khô héo dưới da chảy máu các người ở đây quá lâu điều kiện cuộc sống không giống như ở bên ngoài mắc bệnh mà bản thân cũng không biết vương thắng gần giọng nói với hạ phi hồng mấy chữ bệnh nhiễm trùng máu giải thích một chút bệnh nhiễm trùng máu là do thiếu hụt vitamin c được gọi là hải thượng hung thần ở thời đại hàng hải do bị thiếu vật tư trên biển không thể đảm bảo đủ lượng rau quả các nhân viên đều sẽ bị căn bệnh ác tính này cuối cùng cơ thể suy yếu nằm trên giường trong thời gian dài nghe xong hạ phi hồng mở miệng phô ra cái hàm răng đã bị hư hết của mình thở hồng hộc cảm ơn công gia lúc này vương thắng lấy ra từ trong nạp giới một cây bút và một tờ giấy vương thắng đưa cho hạ phi hồng rồi nói với hắn các ngươi có thể chiến đấu với ta đến phút cuối cùng ta rất bái phục có gì muốn nói ta giúp ngươi đem ra ngoài hạ phi hồng vươn tay lấy tờ giấy rồi nói với vương thắng đa tạ công gia vài phút sau hạ phi hồng hai tay đưa tờ giấy cho vương thắng rồi nói với hắn làm phiền rồi sau đó vương thắng phất tay một cái thanh đao xuyên qua người hạ phi hồng hắn nói cho ngươi chết cách thoải mái sau đó vương thắng huýt gió một cái triệu hoán đàn em của mình là một bầy yêu thú theo hướng của vương thắng phất tay đám yêu thú lao đến chỗ đám người hạ ra và rồi hắn lấy ra một cái xe trượt tuyết rồi nghĩ đi hạ ra đào đất xem thử đào được thứ gì tốt không chiến cảnh dưới đất doanh địa nhà băng của hạ quốc vương thắng vừa đi vừa nghĩ rốt cuộc thì bọn họ đã đào mấy thứ gì vậy đột nhiên thứ ở trước mặt vương thắng làm cho hắn giật mình hắn nhìn thấy rồi nghĩ nhà cỏ sao vương thắng nhìn vào trong rồi nghĩ xem ra ở đây đã bị bọn họ dọn sạch sẽ rồi không có gì đặc biệt cả đây là cái thôn bị đóng băng ở dưới đất lẽ nào có thứ tốt gì được cất ở đây sao không họ muốn thông qua cái thôn này định vị mục tiêu càng lớn hơn cái thôn nhỏ này có lẽ là cái thôn phụ thuộc ở trong địa bàn của lâm gia lâm gia thật sự có lẽ không ở xa nếu như đào được cái khu vực này thì ít nhất cũng cần mấy chục tên cao thủ tốn hết thời gian nửa năm rồi cộng thêm chọn vị trí xây nhà lại hơn nửa năm rốt cuộc là bọn họ đang tìm cái gì chứ đều không biết là tại sao cứ mất đi tính mạng vô ích như vậy có đáng không chuyển cảnh nửa tháng sau thiên tuyệt địa doanh địa của hạ quốc đám người trong này thấy vương thắng thì gào mùng lên nhanh đi tìm chủ sự vương thắng tới rồi vương thắng nhìn bọn này thì mặt lạnh như tiền một lời cũng không nói sau đó hắn để một cái bì thư xuống dưới băng xung quanh là một bầy kiến ăn thịt người tiếp đó vương thắng bước đi đầu không ngoảnh lại theo sau là một đàn kiến to tổ bố đi theo một tên nói với chủ sự nhà mình hắn đã đi rồi hắn để lại lá thư mà đi rồi kiến ăn thịt người cũng đem đi luôn rồi tên kia thở phào nhẹ nhõm may quá may mà hắn không giết sạch chúng ta thế rồi mở thư ra đọc nhưng hắn vừa đọc thì đã phải giật mình hoảng hốt sau đó ngỡ ngàng bật ngửa ra đằng sau nói diệt sạch tên thuộc hạ vội vã la lên chủ sự nội dung bức thư chính là chạy bị tấn công bởi thường thắng công chúng tôi đã mắc một căn bệnh lạ và khiến cho tu vi của tất cả mọi người bị giảm sút toàn quân tử trận chuyển cảnh hoàng cung hạ quốc bên trong sảnh nghị sự văn võ bá quan xếp hàng thẳng lối ngồi giữa là quốc chủ hạ quốc hắn đọc bức thư thì mặt xám như cho tàn đám quần thần bên dưới cũng sa sầm nét mặt thất đại trưởng lão của hạ Quốc lên tiếng đây là bút tích của phi hồng ký hiệu bí mật cũng đúng rồi người ở bên trong e là thật sự đã sau đó nước mắt tự nhiên tuôn trào toàn bộ hiện trường trở nên im lặng một lúc lâu sau quốc chủ ôm mặt khóc nước nở sai sót nhất thời đại trưởng lão của hạ quốc lên tiếng bây giờ phải làm sao đây nữ đông chủ của lợi trinh phường thưởng một tỷ cho ai lấy được một cái đầu của người ở hạ quốc trên dưới của hạ quốc đều đang rất lo sợ quốc chủ run rẩy cầm bức thư lên rồi nói đây là đệ tử trung tâm nhất của chúng ta chết hết rồi sau đó hắn cầm tờ giấy lên rồi nói chờ đã rốt cuộc là bệnh gì mà khiến tu vi của tất cả cao thủ truyền kỳ mất hết được chứ lúc này đại trưởng lão lại hỏi việc này còn ai biết mấy nhà khác vẫn chưa biết tin tức này đúng không thất trưởng lão vuốt dâu trả lời trước đây thường thắng công nói ở trong trung tâm thiên tuyệt địa thời gian dài đột nhiên ra bên ngoài do độ tăng lên của nồng độ linh khí hạ thấp xuống sẽ gây ra bệnh cao huyết áp đại trưởng lão lại phản bác bệnh cao huyết áp rời khỏi trung tâm thiên tuyệt địa mới phát tác phi hồng bọn họ chưa bao giờ rời khỏi đây rõ ràng là bệnh khác bệ hạ thần cho rằng thường thắng công có lẽ vẫn chưa truyền tin tức ra ngoài mấy nhà khác vẫn chưa biết việc này sẽ có lợi nhất đối với hắn quốc chủ hạ quốc nghe xong thì đứng dậy bước tới trước mấy vị trưởng lão sau đó ra lệnh đi lập tức lợi dụng giao dịch tin tức trong khoảng thời gian này để các nhà khác không được ra tay trước khi thường thắng công phản ứng phải làm xong việc này trưởng lão liền tuân lệnh quốc chủ tiếp tục nói chỉ cần các nhà trong khoảng thời gian này không ra tay chúng ta sẽ có cơ hội chỉ sợ bọn họ thừa cơ hãm hại đại trưởng lão tỏ ra lo lắng thế chẳng khác nào nói với các nhà người ở trung tâm thiên tuyệt địa của chúng ta đã bị diệt hết sao quốc chủ hạ quốc lại không cho là như vậy không sợ bọn họ biết người của hạ gia bọn ta ở trong đó đã chết sạch rồi còn nhà nào an tâm không thể nào để hạ gia bọn ta chịu sự kinh sợ chứ chuyển cảnh cung điện sử quốc sử quốc công đọc thư thì hỏi thuộc hạ hạ gia đã bị tiêu diệt hết rồi à là chuyện chỉ có thường thắng công làm ra thôi tên kia lập tức xung xoe nói may mà chủ sự của chúng ta không ra tay với thưởng thắng công hi 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 phải thưởng mới được nhưng mà bệnh kỳ lạ này là sao đây hay là đi phủ thường thắng công thăm mi nhi công chúa một chút xem thử có cách nào giải quyết bệnh kỳ lạ này không người của chúng ta đã vào đó được 8 tháng rồi chuyện này phải đánh nhanh thắng nhanh chuyển cảnh phủ thường thắng công mi nhi lúc này đang nằm thư thả ăn trái cây trên gường lý lão bước vào rồi cung kính nói bái kiến công chúa điện hạ lần này ta đến đây là vì thế nhưng mi nhi đã đưa tay ra hiệu cho lý công công dừng lại lý lão nhìn thấy cũng có chút bất ngờ mi nhi vẫn nằm trên giường nói tiếp là bệnh kỳ lạ ở trong trung tâm thiên tuyệt địa ta đã nghe nói rồi sao bọn họ muốn dùng tiền để mua sao lý lão cũng xác nhận ừm chủ sự của các nhà đều đang gấp lên cả rồi chỉ sợ người của nhà mình xảy ra bất chắc gì ở trong thiên tuyệt địa mi nhi lại cầm trái cây lên rồi hỏi như vậy thì sao mà tốt chứ ta đã từng đồng ý ngoại trừ cho vay thế chấp nhà cửa không làm bất cứ mối làm ăn nào nữa lời này nói ra làm cho lý lão giật mình hả lên một tiếng mi nhi tiếp tục nói với lý lão nhưng lần này ta vui cứ xem như miễn phí chỉ điểm cho các ngươi ngươi có phát hiện không công gia của nhà chúng ta đi vào trung tâm thiên tuyệt địa từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ quá ba tháng cách giải quyết rất đơn giản không ở trong đó quá lâu giống như công gia của ta không phải là được rồi sao thường xuyên ra ngoài đi dạo có lẽ bệnh kỳ lạ kia sẽ biến mất thôi lý lão nghe xong cũng tỏ ra nghi ngờ hỏi lại công chúa nói thật chứ cách đơn giản như vậy sao các nhà lại không nghĩ ra chứ không không phải là không nghĩ tới mà là rơi vào tư duy cố định bọn họ không muốn làm lỡ tiến độ ở trong thiên tuyệt địa một khi xuất hiện phiền phức thì chỉ có thể nhanh chóng giải quyết như vậy mới hạn chế tư duy bên này mi đã xua xua tay ra hiệu cho lý lão ra về lý lão nhìn thấy thì cung kính hành lễ đa tạ công chúa chỉ điểm tin tức ở lâu trong thiên tuyệt địa sẽ mắc phải bệnh lạ khiến cho thực lực bị giảm xuống rất nhanh đã được truyền tới các nhà trong thời gian 3 tháng các đại gia tộc bắt đầu liên tục đổi người khu vực trung tâm thiên tuyệt địa doanh địa của sử gia vì sử gia đã từng cướp đi cơ hội đi vào khu vực trung tâm thiên tuyệt địa trước đại đa số cao thủ đã mắc phải bệnh lạ đoán ra điểm này nên sáu nhà nhân cơ hội liên thủ lại quyết định trừ khử sử gia trong nháy mắt doanh địa của sử gia đã bị phá hoại hoàn toàn cao thủ chết và bị thương hơn một nửa bảo vật tìm được cũng đã bị cướp đi nguyên khí bị thương nặng chuyển cảnh sau huyệt của đại tuyết vương thắng ngồi vất vẻo trên mỏm núi băng hắn cảm thán lại tiêu diệt sử gia phong cách hành sự của đại gia tộc đúng là không nằm ngoài dự đoán lăng hư nghe xong thì hỏi gần đây ngươi gây ra động tĩnh khá lớn người của hạ gia phái đến đã bị người giết hết ngươi còn muốn làm gì nữa vương thắng trả lời giết gà dọa khỉ thôi mà mấy gia tộc kia cho rằng lấy được bản đồ rồi ta chính là một tên bỏ đi muốn đến dẫm đạp ta chỉ có điều hơ hơ ta xem ai làm gì được ta sau đó lại nhổ toẹt cành cây trong miệng ra lang hư ngồi xuống rồi nói với vương thắng ta vội qua đây tìm ngươi không phải là để tham gia vào mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu nhanh lấy kiếm ra để lão phu rèn luyện một chút vương thắng từ chối không vội chờ thêm một chút nữa chúng ta phải xem phim hay đã có thể hạ ra sẽ mở màn chuyển cảnh trung tâm thiên tuyệt địa năm tên cao thủ đang đi trong tuyết sau đó bọn chúng tức tốc chạy như bay trước mặt đám người này là trận pháp phong ấn yêu thú siêu cấp hai tên đứng gần nhau trao đổi ánh mắt chuẩn bị hành động sau đó đám người này động tay động chân vào kết giới mặt kết giới nước ra dưới lớp băng tuyết là một con yêu viên khổng lồ rất nhanh có một tên đã bị đánh vương ra ngoài si rô từ trong miệng phun ra như suối sau đó một cỗ khí tức khổng lồ phóng thẳng lên trời vương thắng và lăng hư cách đó một quãng cũng nhìn thấy dị tượng này cả hai đều có chút ngạc nhiên vương thắng trầm mặc nhìn về bên đó một hồi vương thắng cảm thán trong nửa canh giờ đã có hai đầu yêu thú siêu cấp bộc phát rồi xem ra bọn họ đã có dự định trước rồi lăng hư bổ sung để tất cả yêu thú bạo động trực tiếp hủy đi trung tâm thiên tuyệt địa đồng thời cũng hủy đi tất cả những người bên trong đó vậy tống quốc vương thắng vui vẻ nói tống yên đoán ra tình hình của bây giờ đã sắp xếp người của tống quốc di chuyển đi rồi lăng hư khen ngợi cô nhóc kia thông minh thật vương thắng nghe thấy thì đắc ý nói đương nhiên sau đó lại nói vấn đề khác hạ ra và xử ra nguy cơ của hai nhà bọn họ lập tức sẽ được giải trừ dù sao các nước cũng xem trọng lợi ích bên trong Thiên Tuyệt Địa, sẽ không ra tay nhân cơ hội đối phó với bọn họ. Bọn họ đây là thà hy sinh ở trong Thiên Tuyệt Địa, cũng sẽ bảo vệ nhà của mình. Vương Thắng quay sang hỏi lão đạo, trung tâm Thiên Tuyệt Địa rốt cuộc có thứ gì đáng để bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy? Bí tịch à? Lăng Hư cũng vút cằm suy nghĩ rồi trả lời, không phải là bí tịch đó. Trong lão quân quan có ghi chép là bí tịch không lấy đi được. Vương Thắng tỏ ra ngây ngốc hỏi, bí tịch không lấy đi được là cái gì? Lăng Hư giải thích, lão quân quan năm đó không tiêu diệt Lâm gia, chỉ là trước khi đi tham quan có nghe nói sơ qua lúc này vương thắng lại đưa ra một vấn đề khác vậy tại sao địa điểm khai thác của các nhà đều không giống nhau lăng hư trả lời cái này thì ta không biết rồi lúc này một cột linh khí lại bùng lên lăng hư cảm thán đây là cái thứ năm rồi bây giờ các nhà đều đang sốt ruột rồi chuyển cảnh nhà băng của đối quốc đối văn dẫn đầu thiên tuyệt địa của đối quốc tức giận đập bàn gào lên cái đám điên của hạ quốc và sử quốc bọn họ lại dám bọn họ có ý gì chứ đây là muốn tốt hay xấu cũng bị tiêu hủy thiên tuyệt địa không ai muốn nữa sao tên thuộc hạ lắp bắp bẩm báo bọn họ thả ra năm yêu thú siêu cấp sau đó đã dừng tay lại có cần phái người đi xem thế nào đàm phán không đới văn tức giận bóp nát chén trà trong tay rồi nói đáng ghét cái đám chó này lại dám trêu đùa chúng ta đi phái người đi đàm phán cho ta để đám điên đó dừng lại chuyển cảnh quốc chủ của hạ quốc thờ phảo nhẹ nhõm cuối cùng không phải lo lắng bị diệt quốc rồi bây giờ vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào lấy được sự tha thứ của vương thắng khắp nơi bây giờ đều trao giải thường lấy được đầu của hạ quốc rất bất lợi với chúng ta thấy trưởng lão lúc này bẩm báo tin tức bên phía hoàng gia nói thái độ của công chúa vĩnh ninh khá tốt hay là chúng ta thử một chút hạ quốc công thở dài rồi nói trước mắt cũng chỉ đành làm như vậy thôi chuyển cảnh phủ thường thắng công phòng khách mi nhi vẫn thư thả nằm dài trên ghế cô ta lơ đễnh hỏi muốn ta tha thứ cho các ngươi sao thất trưởng lão cung kính trả lời chuyện này quả thật là chúng ta không đúng xin thường thắng công tha thứ người ra tay với thường thắng công đã bị hắn giết rồi còn về trưởng lão hạ lệnh cho sát thủ ta lập tức để hắn đến phủ của công gia dập đầu nhận tội Ngoài ra, bọn ta nguyện dâng lên 500 triệu tiền bồi thường, nói rồi các em gái xinh tươi mở ra những chiếc hộp toàn là vàng trong đó. Sau đó, đám người thất trưởng lão hạ quốc cung kính cúi đầu, khẩn cầu sự tha thứ của thường thắng công. Mi Nhi thấy bọn này long trọng như vậy, cho nên im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó thì mở miệng ra nói với thất trưởng lão, "Được thôi, nhưng phải đổi một chút điều kiện." Thất trưởng lão cung kính cúi đầu hành lễ, "Xin công chúa cứ nói." Bên này, Mi Nhi đã trở nên vui vẻ đưa ra yêu cầu của mình. Thứ nhất, không cần hắn đến dập đầu nhận tội, để hắn mãi mãi rời khỏi kinh thành là được. Thứ hai, ngoại trừ 500 triệu ra, hạ ra các người phát hành 2 tỷ kim phiếu ở Lợi Trinh Phường. Thất trưởng lão nghe xong lập tức đồng ý, không thành vấn đề, hắn lại nghĩ, ở Lợi Trinh Phường phát hành kim phiếu, không có gì tổn thất với mình cả, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mi Nhi ra lệnh cho Tường Vi, đi xem hết phần thường lấy đầu của hạ ra xuống. Tường Vi cung kính tuân lệnh, Mi Nhi ra hiệu cho Tường Vi, công gia nói rồi, nếu như hạ quốc cầu xin tha thứ, vậy thì chúng ta cứ nhận, cái giá này đủ rồi. Tường Vi cũng đáp lại, tất cả đều nghe theo quyết định của công chúa, chuyển cảnh, vách treo dốc ở thiên tuyệt địa những cô khí tức của siêu cấp yêu thú không ngừng bùng phát vương thắng và lăng hư vẫn xem mê tu luyện lăng hư lên tiếng bây giờ đã là 11 đầu yêu thú kích phát rồi ngươi có dự định gì chưa vương thắng hai mắt nhắm nghiền rồi trả lời muốn lật bàn các nhà đều có thực lực bọn họ đều có thời gian chỉ cần hạ ra không chết còn có thể đàm phán hoàn toàn có thể khống chế các nước vì thế ta sớm để cho mi nhi tha cho hạ ra một lần rồi đợi có người ra tay chúng ta cũng sẽ ra tay vương thắng lại nhớ đến hình ảnh của nữ tử họ lâm rồi làm bộ quyết tâm chờ ta ta tới rồi lăng hư lại hỏi đợi ai ra tay thời gian đàm phán của bát đại gia tộc lớn sẽ không ngắn đâu vương thắng trả lời người mua bản đồ không chỉ có 8 gia tộc lớn và hoàng gia mấy tiểu môn tiểu hộ e là bây giờ càng loạn càng tốt nếu như bọn họ đã không lấy được thì mấy người khác cũng đừng hòng mà lấy được chờ đi bọn họ rất nhanh sẽ ra tay thôi chuyển cảnh một tháng sau vương thắng lấy nguyên vật liệu làm một con tàu gỗ hắn dùng tu vít vặn những cái đinh vít cố định những chiếc giả lăng hư nhìn đống vật dụng rồi hỏi mấy cái thứ kỳ lạ quỷ quái này của ngươi từ đâu ra vậy Nhìn mấy thứ này không liên quan lắm, nhưng góp từng cái một lại thì có thể làm ra được một cái thuyền. Còn nữa, ngươi làm cái thuyền này để làm gì vậy? Vương Thắng nghe hỏi đến mức cũng phải váng đầu, sau đó hắn mím môi trả lời, "Không phải chúng ta sẽ giải phong ấn cho trường kiếm sao? Đây là ta chuẩn bị trước mà tới, lát nữa thì ngươi sẽ biết thôi." Vương Thắng lại nghĩ, lúc đó chỉ là giải phong ấn cho kim thoa, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, trường kiếm sẽ càng khoa trương hơn. Nói rồi, hắn rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, một cột khí tức của yêu thú lại bùng phát, Vương Thắng cảm thán: trong một tháng này đã có hơn 40 đầu yêu thú lần lượt được giải phong ấn bây giờ các nhà đang còn rất hỗn loạn vương thắng lại đặt thanh trường kiếm xuống mặt thuyền rồi khoát tay nói chúng ta sẽ thêm ngọn lửa lớn vương thắng triệu hồi ra nguyên hồn tù ngưu của mình sau đó cẩn thận quan sát những sợi linh khí hình sợi xích bao quanh trường kiếm vương thắng phất tay một cái thanh đoàn đao bằng linh khí đã xuất hiện trong lòng bàn tay vương thắng thở hắt ra một cái học chuẩn bị bắt đầu sau đó thì vung đoàn đao của mình chém xuống sợi xích bằng linh lực một tiếng kêu chói tay phát ra khi hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau vương thắng lần nữa vung đao lên a a a phá cho ta thế rồi mũi đao cũng đâm vào sợi xích một vết nứt nhỏ hình thành sau đó sợi xích bị nứt vỡ ra hình ảnh của phượng hoàng xuất hiện phá tan xiềng xích trong tay cô ta cầm một thanh kiếm đỏ rực vương thắng gọi to là nàng lúc này phượng hoàng đang ở trong thế bị các cao thủ bao vây vương thắng tròn mắt lên mà nhìn rồi nghĩ đây là hình ảnh phượng hoàng tả sung hữu đột kiếm đi đến đâu người đi đầu thai đến đấy hiện lên trước mắt vương thắng thầm nghĩ mười giây giết một người nhìn dặm không tha thì ra là có võ học đáng sợ như vậy Phượng Hoàng lúc này liếc nhìn Vương Thắng rồi nói, sắp rồi, Vương Thắng với tay ra và hét lớn, chờ đã, nàng ở đâu. Thế nhưng, Vương Thắng cố gắng chạm tới, thì Phượng Hoàng hất tóc về đằng sau. Khi bàn tay Vương Thắng chạm được vào mái tóc này, hình ảnh của Phượng Hoàng cũng dần tan biến. Phượng Hoàng nhìn Vương Thắng mà bất giác hai dòng lệ chảy ra. Vương Thắng lại nghĩ, sắp rồi, rất nhanh, sẽ gặp được nàng thôi. Lúc này, Vương Thắng đã đi đến mạn thuyền, hắn nhìn xuống nước rồi nói, quả nhiên, đóng băng hơn 500 năm rồi thật sự đã bắt đầu tan ra rồi sao chuyển cảnh Nơi đóng quân của đối quốc ở trung tâm Thiên Tuyệt Địa, có mấy tên đang liếc mắt nhìn ra xa, một tên chống cằm suy nghĩ nói với cả bọn: "Mấy yêu thú này bạo động quá nhiều, chúng ta có nên rút lui trước không?" Đột nhiên, phía sau bọn chúng có mấy con yêu thú chạy ngang qua, thế là đám người này ngơ ngác hỏi nhau: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Một tên nghiến răng nói lớn: "Bên trong nhất định xảy ra chuyện rồi, sau đó thì hạ lệnh, không được tham lam, nhanh chóng rút lui thôi." Thế nhưng, phía xa lại có một cột khí tức của yêu thú bùng phát, đám người đối quốc trở nên ngây ngốc, toàn thân bắt đầu run rẩy, tên này lại hỏi: đây lại là cái gì đây lúc này mặt băng dưới chân hắn cũng nứt ra thành một đường sau đó tiếng nứt vỡ không ngừng truyền tới tiếp theo là những khối băng tuyết nứt vỡ đổ sụp xuống dưới toàn bộ đã hóa thành những tảng băng trôi một số tên không cẩn thận đã bị ngã xuống nước đám người bị nhấn chìm trong nước lạnh gào mồm lên với đồng bọn nhanh chạy thôi đám người hoảng loạn gào lên a a a núi băng tan rồi nhanh chạy thôi cứu mạng cùng lúc đó có mấy tên nhìn vào cột khí tức bốc lên rồi bàn tán với nhau bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy sau đó có một nữ nhân nói với cả bọn nhanh nhìn bên kia kìa thế là cả bọn cùng hướng ánh mắt lên nhìn về hướng đó chỉ thấy trên những tảng băng là đám gấu trắng to lớn còn ở bên dưới là đám người bị nước nhấn chìm rồi la hét cứu mạng sắp tới rồi tốt quá muốn ra ngoài đột nhiên có một bộ móng sắc nhọn cùng một bàn chân to lớn tác động vật lý vào mặt tên này lập tức hắn bị đánh cho văng vào một vách núi băng khiến cho nó vỡ nát đám người trở nên hoảng loạn sao có thể đây rốt cuộc là sao vậy sau đó không có sau đó nữa chuyển cảnh nơi đóng quân của tống quốc tống yên trầm mặc nhìn đám thuộc hạ của mình thắng nam cung kính bẩm báo bệ hạ người của chúng ta đã an toàn rời khỏi đây lúc này tống yên lẩm bẩm một mình vương thắng vương thắng chàng tuyệt đối không được có chuyện gì đâu thắng nam lại báo cáo ngoại giới chuyển tới tin tức nói là băng ở trung tâm thiên tuyệt địa đã bắt đầu tan ra khu vực trung tâm nhất có thể sẽ không kịp chạy thoát bệ hạ chúng ta phải làm như thế nào đây tống yên nghe xong thì trầm mặc một hồi sau đó thì ra lệnh chuẩn bị vẹn toàn nhanh chóng phái người đi vào trong cứu viện chuyển cảnh bên trong trung tâm thiên tuyệt địa chiếc thuyền của vương thắng vẫn tiếp tục hành trình Vương Thắng lúc này đã nấu một cái gì đó cùng với Lăng Hư, Vương Thắng thò muỗng vào trong nồi cháo sôi ủng ục, hắn đảo đều rồi bắt đầu múc cháo. Lăng Hư khen ngợi, thơm thật đấy, tài nấu ăn của ngươi lại tiến bộ lên rồi. Vương Thắng nói với hắn ta, cuối cùng thì ngươi đã tỉnh rồi, đã trôi qua ba ngày ba đêm rồi. Vương Thắng liền đưa bát cháo nóng hổi cho hắn. Lăng Hư lúc này lại nói, lĩnh ngộ của kiếm pháp kia đem lại quá nhiều, chính là muốn nghĩ thêm một chút, đây mới là võ luyện đỉnh phong thật sự, núi băng thật sự tan ra rồi. Vậy thì tất cả yêu thú siêu cấp cũng sẽ được mở phong ấn đúng không? Vương Thắng lại lấy đồ trong nạp dưới ra rồi nói, nhưng mà ta có thể cảm nhận được vị trí của các yêu thú tạm thời vẫn chưa di chuyển, nhưng không đảm bảo sự trói buộc của trận pháp vẫn còn hiệu quả. Chúng ta phải nhân lúc ở đây vẫn chưa hoàn toàn tan ra hết, nhanh chóng tìm chút đồ. Lúc này Lăng Hư lại với tay ra mạn thuyền, hắn cảm thán, gió đó đã ngừng thổi rồi. Trước đây không phải là gió tuyết dữ dội làm sao, vậy thì thuyền của chúng ta phải làm như thế nào mới nhúc nhích được đây? Trèo ra ngoài sao? Vương Thắng vừa tiến hành lắp ghép vừa hỏi lại, trèo vậy thì phải trèo đến lúc nào chứ? Vương Thắng liền nói cano lăng hư nhìn cái cano của vương thắng rồi hỏi thứ gì đây cano là gì vương thắng ngồi lên cano rồi nắm tay hắn kéo lên ngươi lên đi nào lăng hư lúc này cũng n, -a -n, -n người ra kêu lên a a ha vương thắng vặn ga một cái rồi nói đi thôi chiếc cano lao ngay xuống nước sau đó chiếc thuyền của vương thắng đã bị nổ tung lăng hư hỏi vương thắng sao ngươi lại làm cho thuyền bị nổ đi chứ vương thắng giải thích để lại cho bọn họ ăn trộm kỹ thuật sao thế thì chi bằng hủy nó đi dù sao làm lại cái mới cũng không mất công thế rồi chiếc cano chở hai người vương thắng băng băng lao đi trên mặt nước lang hư cảm thán với tốc độ của cái này cũng nhanh quá rồi nhỉ thần linh ơi đây là thần khí gì vậy vương thắng trả lời khi về làm cái cho ngươi chơi sau đó lại nghĩ cách làm cano này đã rất chậm rồi cano của người hiện đại không biết còn nhanh gấp mấy lần nữa người cổ đại đúng là đáng thương thật phía xa có mấy tên đang cật lực trèo chiếc bè gỗ chúng nó cứ gọi là thích cơ mông gồng cơ đít lên để trèo tên thủ lĩnh liên tục ra lệnh nhanh chút nhanh chút nữa đi nhanh đi đào đất nhân lúc núi băng đang tan ra lập tức tìm ngay nơi đó. Đúng lúc này, bên dưới mặt nước có một cái gì đó, nó phóng vút về phía chiếc bè gỗ của bọn này, sau đó thì đâm thủng chiếc bè, một dòng máu bắn vọt lên cao. Lúc này, một tên đã mất nửa thân minh, rơi ùm xuống đất, sau đó thì biến mất vào trong dòng nước lạnh lẽo. Bọn chúng rút kiếm ra, sau đó thì chửi ầm lên, cái định mệnh kia là cái gì? Nói rồi hắn chém thanh kiếm xuống, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, cảnh giác, phòng ngự, cảnh giác. Lúc này, cái bóng màu đỏ lại lao tới, sau đó thì nó vọt lên một cái, là một con yêu thú màu đỏ vô cùng đáng sợ. Con yêu thú này có hình người, nhưng có tới bốn con mắt, bàn tay có móng sắc nhọn trồng tới. Nó vung quyền đánh ra, tên kia cung kiếm chống đỡ rồi la lên, khốn kiếp, nhưng linh khí chảy ra khiến khí áp bị nổ tung. Sau đó cơ thể của tên cầm kiếm đã bị nổ tan tành. Sau đó, con yêu thú này liên tục vung tay xé xác hết cả bọn. Những tên còn sống gào lên, cứu mạng, sau đó thì tất cả đều bị làm thịt, chuyển cảnh, trung tâm thiên tuyệt địa. Vương Thắng và Lăng Hư vẫn tiếp tục hành trình. Vương Thắng hỏi Lăng Hư ngồi sau, lại có hy vọng thăng cấp nắm chắc mấy phần lăng hư kiên định trả lời ít nhất là chín phần đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu vương thắng sau đó hắn đề nghị thế thì phải nhanh chóng đi tới cung điện dưới lòng đất thôi hoặc là quay về lão quân quan để thăng cấp ngươi ở bên này động tĩnh càng lớn bên chỗ của ta sẽ càng dễ làm việc hơn vương thắng lại nghĩ bây giờ lão đạo đang ở thập nhị trọng cảnh đỉnh phong nếu như còn thăng cấp thì sẽ là thập tam trọng rồi đây có lẽ là cảnh giới chưa bao giờ có từ trước đến nay của nhân loại lăng hư nhảy lên một tảng băng rồi hỏi vương thắng ngươi chắc là không muốn ta ở lại chứ bây giờ yêu thú siêu cấp bạo động các nhà hỗn chiến hơn nữa ngươi cũng đến lúc thăng cấp rồi đúng không có cần ta hộ pháp cho ngươi trước không vương thắng trả lời không cần ta có một dự cảm khi ta vượt qua truyền kỳ cảnh giới e là có vài việc không làm được lăng hư lại vuốt cảm suy nghĩ vậy chuyện sau đó ta không giúp được gì rồi ngươi một mình đối diện cũng sẽ có một vài nguy hiểm vương thắng vui vẻ trả lời đa tạ rồi lão đạo vương thắng lại nói có một vài việc chỉ có thể là bản thân đối diện mà thôi nói rồi hắn nhớ đến lời khẩn cầu của phượng hoàng khi trước lăng hư lại vỗ vai vương thắng dặn dò được vậy ngươi phải cẩn thận ta ở cung điện dưới lòng đất phía bên kia ngươi cảm thấy lúc nào thuận tiện ra tay ta sẽ đúng lúc làm chút động tĩnh lớn vương thắng lại nói nửa tháng sau đi gần đây bầu không khí không đúng cho lắm khi ngươi thăng cấp chú ý an toàn đừng để ai làm phiền tới ngươi lăng hư cũng đồng ý ta sẽ chú ý mà nếu như ngươi thật sự gặp phải kẻ địch mạnh thì cứ chạy trốn xuống cung điện dưới lòng đất vương thắng lại xua tay chắn nản nói với lăng hư được rồi được rồi cảm giảm quá rồi đó nhanh đi dùng cái Chuyển cảnh, quán rượu của kinh thành, hội nghị bát đại gia tộc tiến hành, lúc này, đại trưởng lão hiện tại của đối gia, lão ta tức giận đập bàn lớn tiếng nói, "500 năm trước, tiên tổ của chúng ta đã ở trong đó vạch rõ địa bàn, địa bàn vốn có, nhưng vẫn là của tất cả các nhà, có ý kiến gì không?" Nghe xong, hai vị trưởng lão của hai nhà liếc mắt nhìn nhau, trưởng lão của Đường gia phát biểu, "Bây giờ khu vực trung tâm đã bị tan ra, thứ ở bên trong đó của ai thì chính là của người đó, đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, chỉ là năm đó tấn công Lâm gia không chỉ có 8 nhà chúng ta, có đúng không?" lúc này các vị trưởng lão lại có ý kiến mấy gia tộc khác phải làm thế nào năm đó mấy gia tộc tổn thất nghiêm trọng nặng nề có nhà thậm chí đã bị diệt môn bao gồm cả hoàng gia cũng bắt đầu bị sụp đổ sao bọn họ còn muốn chen một chân vào nữa bọn họ mà cũng xứng sao quá tham lam còn nữa thường thắng công làm thế nào tống yên lúc này lên tiếng quả nhiên các ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào trưởng lão đường ra vội hỏi tổng quốc công đây là có ý gì tống yên giải thích không phải các vị sớm đã sắp xếp ngư dân giỏi về lặn đi dạy các cao thủ truyền kỳ lặn sâu rồi sao đợi băng hoàn toàn tan ra mọi người sẽ xông vào bây giờ nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì ý kiến của ta chính là bất kể là gia tộc nhỏ hay thường thắng công đều dựa vào bản lĩnh chuyển cảnh khu vực trung tâm thiên tuyệt địa bên dưới mặt nước vương thắng đang lặn sâu hắn mặc bộ đồ người nhái đeo chân vịt một lúc sau đã trồi lên trên mặt nước há mùng đớp từng ngụm không khí hắn nghĩ ở đây cũng không có nốt phải nhanh chóng thời gian tìm thấy cô ấy ở đây vốn dĩ là vùng đất bình thường nhưng không biết tại sao ở dưới mấy trăm dặm khí hậu cũng thay đổi rất nhanh năm đó có lẽ là cô ấy đột nhiên bị động ở trong này nhưng bây giờ băng dần dần tan ra nếu như cô ấy còn sống e là mấy một trăm năm nay cô ta không bị đông chết bây giờ cũng bình dìm chết rồi vương thắng đeo thêm bình dưỡng khí rồi lặn xuống hắn nghĩ người của các gia tộc khác đã lần lượt đến đây việc này vô cùng cấp bách may mà trước khi đi vào đã để đại tông sư dùng ra mực thập tứ trọng cảnh làm một bộ đồ lặn nếu không căn bản không thể nào kiên trì ở dưới nước trong thời gian dài được đột nhiên có tiếng cảnh báo xuất hiện vương thắng vội vã nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ đây là chuyện gì thế tiếng thông báo lại vang lên cảnh báo cảnh báo nhiệt độ quá thấp sức chịu nén quá cao vương thắng đánh giá tình hình đây là tình huống gì đây nhiệt độ quá thấp ở nơi này là không độ sức chịu nén lại không bình thường chỉ có băng cứng cách đó tầm một thước mới cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng không bị hạ xuống khu vực của bộ phận này đang nằm ở trạng thái cân bằng đóng băng và tan rã thứ ở phía dưới càng lạnh chính là bồn địa của cả núi băng nguồn gốc của đóng băng học thật sự không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu ít nhất bây giờ cô ấy cũng sẽ không bị dìm chết thế là vương thắng lại thi triển cửu tự chân ngôn vận linh lực thi triển hành tự chân ngôn quyết vương thắng lại nghĩ xảy ra chuyện gì vậy nơi có nhiệt độ càng thấp không chỉ là một rốt cuộc đâu mới là cô ấy đây trước tiên cứ lên trên đã rồi nghĩ cách vậy chuyển cảnh vương thắng lúc này đã rời khỏi mặt nước hắn ngồi thở hồng hộc sau đó lại ôm đầu suy nghĩ cứ cảm thấy ấy là rất gần nhưng mà kia là cái gì bên đó có một chiếc thuyền trên đó có hai tên bàn tán với nhau bộ y phục này thật là dễ dùng vừa giữ ấm lại không bị thấm nước còn có cái này nữa ở trong nước vẫn có thể mở mắt ra đúng là tiện thật tên khác lại vỗ vai để ta nói trong thiên hạ này không có người nào làm ra được mấy thứ như thường thắng công đâu vương thắng bên này đã bỏ ống nhòm xuống rồi hừ lạnh xem ra là đã có người đem đồ của mình ra ngoài để bán rồi may mà mình vẫn giữ lại một đường lui cái chân vịt này mới là thứ có tác dụng nhất ở dưới nước còn về bọn họ để cho bọn họ tự sinh tự diệt vậy lão đạo tiếp theo phải xem ngươi rồi nghĩ xong thì nhảy luôn xuống nước chuyển cảnh bên trong lão quân quan một tên thẩm nghĩ đạo môn gần đây có âm mưu gì bây giờ đã gần hơn hai tháng rồi mà tên khác cũng cảm thán nói đừng nhìn nữa ta cũng đã chờ trực ở đây suốt hai tháng nay rồi chả nhìn thấy cái gì cả tên kia lại phản đối không ta không tin lần trước đạo gia tụ tập người đã là hơn 300 năm trước rồi đột nhiên có một cột linh khí bốc lên chiếu thẳng lên trời hai tên này tròn mắt ngạc nhiên a a a xảy ra chuyện gì vậy bên này đám người của lão quân quan đang hộ pháp cho lăng hư sau đó hai tên kia nhìn vào luồng hoàng quang phát ra rồi hỏi đây là đột phá rồi sao nhanh đi gọi người bên này lăng hư đã đột phá thăng cấp sau đó hắn đứng dậy rồi nói đi thôi chúng ta cũng nên cho họ biết cảnh giới thật sự rồi nói rồi dẫn chúng đệ tử đạo môn ra ngoài bên ngoài đã có mấy tên cản đường một tên chắp tay hành lễ rồi hỏi lão tổ xin hỏi bây giờ lão là cảnh giới gì rồi tên đệ tử đạo môn gào mùng lên quát to gan lăng hư lão tổ là thân phận như thế nào lại dùng thái độ như vậy để ép hỏi lão tổ hà lăng hư lại khoát tay nói các ngươi đoán cũng không sai truyền kỳ đỉnh phong không phải là điểm cuối cùng bên trên còn có cảnh giới cao hơn hơn nữa không chỉ là một tầng các người tự rèn luyện đi tên kia nghe xong thì đứng hình hỏi lại ở trên còn có sao sau đó thì dập đầu xuống đất cầu xin xin lão tổ chỉ điểm hậu bối của chúng ta vô cùng cảm kích sau đó nguyên đám cùng nhau dập đầu xin lão tổ chỉ điểm hậu bối của chúng ta vô cùng cảm kích lăng hư lại nói thực ra cũng không cần bao lâu bản thân các người có thể tự tìm ra nhưng mà nếu như mọi người đều muốn biết ta sẽ nói với các ngươi cách thăng cấp thật ra rất đơn giản chuyển cảnh bên trong phủ thương thắng công Mi Nhi cầm tờ giấy lên vui vẻ reo lên, "Là thư của công gia." Sau đó thì tròn mắt ngạc nhiên, "Ủa, công gia đột nhiên bảo mình sắp xếp nhiều buổi diễn tấu của tất cả đại tông sư, đây là, công gia muốn đem tất cả cao thủ sắp thăng cấp về kinh thành, bên đó sẽ thu hút người nhiều hơn, thì bên của công gia sẽ càng dễ dàng hơn, đây là, điệu hổ ly sơn." Lúc này, hai người Mi Nhi và Lăng Hư đồng loạt lên tiếng, "Ta hiểu rồi, muốn thăng cấp, các người đều phải quay về kinh thành." Thưa mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy nếu như các bạn thích xem tập tiếp theo thì hãy để lại một bình luận nha. Khi tập mới phát sóng thì mình sẽ trả lời comment của từng bạn để thông báo là đã có tập mới. Và đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye!